Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì quay cho các bác một em loa cực kỳ gấu, họ nhà Rilectic. Em này là dòng Mark II nhé các bác nha, bát 40. Đấy, một cặp loa dùng cho gia đình, bát 40. Đấy, chơi đa năng. Đa năng ở đây là gì? Là nghe nhạc và hát karaoke, và tầm giá hợp lý. Em này đang giảm cho các bác giá rất là hợp lý nhé, 15 triệu rưỡi. Em đẹp như này, các bác cứ xác định. Bây giờ thị trường nó phải tầm khoảng 16, 8 đến 17 rưỡi, 15 rưỡi. À, bây giờ quay chi tiết cho anh em nhé. Đầu tiên là tép này, anh em nhìn xuất sắc chưa? Rất là đẹp nha. Rilectic Mark II 3 way, bát 40, có tinh chỉnh chung và tép. Đó, đây anh em nhìn là bát chất. Thế này nhá, em nói các bác, chia sẻ các bác, nó về loa bãi thì có những cái dòng thì rất là nhiều hàng phách, ví dụ như Bô và BMB rất nhiều hàng phách. Còn những cái dòng này thì nó lại không có hàng phách. Dòng này này rất là hay là không có. Đấy, cho nên anh em mua dòng này là yên tâm. Đấy, nói thế để thấy gì? Thấy là rất nhiều anh em hùng bàn phím mà cứ thấy quay đẹp này, nhìn hình phát bảo ui dồi ôi, loa làm lại rồi thế này thế kia. Nhưng mà em nói các bác biết là kể cả bọn em làm thợ đến trong nghề đến 20 năm, hơn 20 năm thì cũng không bao giờ dám phán qua hình ảnh như thế này cả. Đấy, tuy nhiên thì mình đã làm nghề và mình sống với nghề. Đấy, bao nhiêu năm rồi thì cho nên là cái gì chuẩn là mình phải chuẩn, bởi vì không, bọn em không phải bán một đôi hai đôi mà bán hàng nhiều đôi và trong thời gian dài, cho nên là cái chữ tín rất là quan trọng. Cái gì làm rồi, cái gì đẹp thì nó là đẹp và nó xứng đáng với đồng tiền bát gạo các bác bỏ ra. Đấy, thì những cái cặp này thì đây là một trong những cặp rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, còn cái gân này phải thay này. Đấy, nhiều anh em mà cứ lăn tăn, ví dụ hôm trước em thanh lý đôi BB Loop 603, anh em cứ bảo gân thay chưa, cả con công thì em nói các bác là có gân thay rồi hoặc là gân chưa thay thì giá nó vẫn vậy, chứ không phải là nói gân chưa thay để nó tăng lên cái độ nguyên bản, cái đấy hoàn toàn không phải. Những cái dòng này thì 100% về thì phải thay gân hết, bởi vì nó là gân mút, nó mủn. Thì cái này nó cũng như cái lốp xe thôi, anh em nào mới chơi đồ bãi thì cứ xác định là loa bãi thì cơ bản là phải thay gân, cơ bản nhá. Đấy, nó là một cái bộ phận hao mòn. Hao mòn ở đây không phải là mài mòn, mà hao mòn là do thời tiết. Thời tiết lâu ngày, mấy chục năm, hai ba chục năm nó sẽ mủn, thì anh em thay. Nó giống như cái lốp xe, xăm xe, không đi nó cũng hỏng, chứ không phải là bị mỗi yếu tố vật lý là mòn đâu. Đấy, màng nó bát chiếc trên này 15 triệu rưỡi nha anh em nha. Giá đang sale rất tốt. Anh em nào đã mua những cặp đẹp như này mà giá cao hơn thì thôi, nói chung là tùy vào thời điểm. Thời điểm này đang sale cái cặp này ra rất êm. Trong đợt thời gian này, cặp này, đây, chiếc này nha, bát rất đẹp. Anh em nhìn những cái đốm đốm này, nó là màng zin, kiểu nó bị hơi bị bẩn bẩn, mốc mốc, cái này lau chùi. Đấy, rất là chất luôn. Bát 40. Đấy, như em nói cho các bác biết là cái thế mạnh của em nó đấy. Một cặp loa nghe nhạc thì không phải là cứ nghe nhạc được thì là hát được nhá, anh em không phải vậy. Và một cặp loa cứ hát được thì không có nghĩa là nghe nhạc được. Còn kiểu mà anh em nói là cứ nghe tao hát được, mà tao hát thì tao nghe được thì đương nhiên là vẫn ok thôi, bởi vì tai của mình thưởng thức nó phù hợp thì là phù hợp thôi. Thì cũng không nhất thiết phải cầu kỳ. Thực sự là như thế. Đấy, mình cứ nghe được là được. Đấy, tai mình nghe đến đâu thì mình nghe đến đấy, chứ không phải là cứ phải bắt buộc như này như kia. Đấy, tuy nhiên đích danh cặp này thì nó là một cặp nghe và hát tốt. Đấy, nghe và hát tốt. Thôi để clip sau nhé, cặp này về rất là đẹp. Clip sau có thể em test nhạc cho. Còn thực ra bây giờ là những cái cặp này thì anh em mà để kênh thì em test những cái cặp này hàng chục lần, những cặp model này hàng chục lần anh em, và những cái số khác test rất nhiều. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nha.